Hello mọi người, lại là mình sang đây. Hôm nay mình sẽ tiếp tục leo rank đấu trường chân lý nha mọi người. Vô game mọi người ơi, đủ mẹ mắt mới trong kia mọi người. Lấy công diễn được nhầm người. Xem hưởng long tóc đánh nè. Để xem team nó có gì tới nha mọi người. Tin tưởng vào pháp sư lắm nha mọi người. Tại mình không thích chơi pháp sư á mọi người. Đủ cô lát sớm này mọi người ơi. Không chơi thì chúng nó lại bảo mình không biết chơi à mọi người. Hehehe.
lấy lõi huấn luyện chiến đấu nha mọi người. Lõi này sẽ ngon hơn nha. Ghép sát thủ luôn nha mọi người. Có huấn luyện chiến đấu mà mình giết được một thằng mình cũng được có đam nha mọi người. Ngon ngon, được giết được thằng này cho mọi người. Giờ mình có thêm một đam nữa nha. Bắn hết tướng để tích 10 tiền nha. Có Lilia này mọi người, có đồ long nha mọi người. Mình nghĩ là nên đánh chỗ thua nha. Mình để con Olaf ra giết được một hai đứa là cũng được nè. Để Olaf ở giữa đi mọi người. Nhà này full 2 sao sao giết. Để sai bay cho mọi người ơi. Để bên này là giết được cũng nhạy rồi. Cay thế nhỉ. Bạn hãy tích 20 tiền nha mọi người. Hay là game này có lát sớm nha. Có lát sớm mình sẽ tích được đam nhiều hơn. Nó được 29 đam rồi nè mọi người. Lát rồi mình sẽ lấy cái một cái găng nữa cho lát nha. Nếu có lát thì mình lấy lát. Lấy găng nha mọi người, lấy găng nha mọi người. Nếu nó không có găng, đây là cái găng rồi nha. Lắp sát thủ, lắp vô cực luôn nha mọi người. Giết được thằng nào thay thằng đấy nha.
GG thua rồi mọi người ơi. Thua là ngon nha mọi người. It must be done. Lát được 94 đam rồi nè. Cho lát nhảy phía bên này nha. Lỡ có gặp nhà kia. Đây nhà này cũng mạnh nè. À có xe này nè. Đúng cấp nha. Kiếm một con tầm xa nha. Free được. Lắp được rồi, chỉ cam rồi mọi người. Đây bờ. À có cam phép rồi nha mọi người. Mình lấy cái cung nữa là ngon nha. Lắm kim thế này. Lấy cung cho Olaf cùng cung Runen nữa là ngon nha. Sao mắc ủa ra mắc bạn rồi. Tiếp kìa. Lõi mẹ mất rồi. Thank you.
steal. Lại mắc mạng. Giờ kiếm một con brom nữa nha. They leave me no choice. Đã có tiền đi đi không biết. Mẹ nó. Lôn này. Tại vì thế rồi. Lấy một cái tim băng nha mọi người. Tôi sắp thủ lần này lấy tim băng đi. Đó, cái cuối là mình sẽ đổi con Olaf vào đây. Không là nó lóc hoặc là nó canh canh nó né mình đó. Lắc lên thủ mana cho Diana. Lắc được mấy đam rồi. Tổng 7 đam rồi. 8 đam rồi. Could someone dispose of these corpses? 101 đam. Ok ok ngon rồi nha mọi người. Tự nhiên vừa nãy bị mất mạng kìa. Cao luôn. Không là giờ còn mình còn cỡ tầm 3 mấy 4 mấy máu rồi. Rồi phước lành ngon nha mọi người. À, xì bà. Chúng còn bờ đơ 2 rồi cũng được rồi. Ok, có điện nạp rồi. Điện nạp 2 rồi nha mọi người. Olaf 2. Đủ mày Olaf như vậy ta. Đây, trong cái rủi là có cái may nha mọi người. Behold
giết hai con Olaf rồi, mình sắp Olaf 3 rồi mọi người. Olaf 3 là bú thôi, bú quá mọi người ơi. Má không kịp đổi chỗ đâu mọi người ơi. Mẹ lo chát cho bạn quá. À thôi thằng này cũng yếu mà. Thôi gì. Mình cần cái giáp nha mọi người, là một cái băng này. Ba nữa kìa, biết lại không nữa. Rồi hai lại rồi nha mọi người, lại rồi nha mọi người. Giờ ráng làm sao kiếm con lát đã. Nó sát kiếm súng rồi. Lấy luôn nha mọi người. Cái ngại gì hết. Lấy luôn. Mà cái nó sát ở này. Line them up. I will bend their knees. You know what, Willem?
tay chưa? Sometimes shield becomes smashing. I cannot turn back. Ah, đây là sao tôi thế mọi người ơi. Ráng kiếm ổ lắp ba đã. Con nó thôi là tụi mày lên. Mình căng căng lăn đi. Hai con nữa là mặn nha mọi người. Ok vào tốt rồi nha mọi người, có thành đấy rồi. Đúng rồi, cung xanh nha mọi người ơi, cung xanh nha mọi người ơi. Cô lắp trong cung xanh đi. Đủ rồi nha mọi người, giờ lên cấp cho chiến binh vô nha mọi người. Từ chiến binh vô nữa là 58% cấp thương. Cái này cho Talon đi mọi người. Đây có chiếc binh rồi này. Đợi 36 vàng nữa là mình có thể lên được rồi. Đấy thằng này chiếc binh long kìa, kinh chưa? Ok, bay vào cho bay vào mình kiếm một chút rồi nha mọi người. Mày mới chiêu vô một là chưa sợ nha, chưa sợ nha. Mới chiêu vô một là lo được nha. 103 cái thằng chiêu vô một này.
ở đâu nó nhầm một người, bố ở đâu nó nhầm một người. Thằng bố ở đâu mà, bố ở đâu mà đổi với chúng tôi à, ba hai lần nữa nha mọi người, ba hai lần rồi chắc chắc là đủ rồi đấy. Sojin à, má mà Sojin cho Diana không ngon dở rồi đấy. Mẹ Diana cần Sojin đâu, để xấu thế nhỉ. Giờ mình cho cái đồ tanh sometimes shield becomes smashing point. Cứ cho tôi biết sao giờ. Cho đồ xấu chưa? Tôi đi na ba luôn nha mọi người. Đây là con đi na nào các anh ơi. Ta đo để giảm giá nó lại nha mọi người, đỡ lắm mình có thể có thêm đam nha. Ok ok ngon rồi mọi người. Không, để mạng lắc mà mình vẫn còn tốt được thêm đấy mọi người. Con Diana 3 kìa. Thầm lồn.
thế nhỉ? Lấy gậy hoặc khác nào, cắt một lấy khác. Bỡ 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 nào mọi người ơi.
hai ba chắc là đẹp nhiều rồi. My spirit is an unquenchable fire. Trời ơi. Chủ đang sao nãy giờ toàn ra cái gì không vậy? Nó tướng không vậy? Giờ nào? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Được cái mình 10 tiền luôn. Có. Ok. Loại này ngon nha mọi người. Loại này bú. Bú ấy, bú của bú ấy. The bigger they are, the louder they scream. Sẽ để tim, sẽ tim như này nha mọi người. Cho có tim rồng hả? Cho này kim rồng luôn. Có gì ghép được 1-2 con chứ. Mà thằng này thằng yếu này. Đổi nó lên cấp 4 rồi. Mình không win được đâu. Cố gắng đánh được thua nha. Tiền là lấy đồ cho. Đi chợ mình sẽ lấy cái bé. Có lý kim rồi nha mọi người. Là đỡ đấy, đỡ đấy. Áp từ từ bắt trọng được nha. Giờ ví dụ đang giấu mình sẽ có 3 kim long nha. Áp từ từ bắt trọng được. Lý kim mình cần lý kim 3 để giấu hút vào dễ. Đây, bán con áp đi nha mọi người. Đủ. Đủ có được ra vần nào. Tôi giấu rồi mình có tiền, mình có tiền, mình có đồ nữa. Ủa, ngon đấy. Ok, đắt được 2 con là ngon rồi. Cần lắm. Cái BS luôn.
tiếp kiến nha mọi người, đừng có ham mà thìa làm gì, mà ham thìa là không có đồ cho đâu. Mình sẽ lấy cái kiếm nha, có cái kiếm rồi nè. Đây có chim rồi. Có chim thì bắn gì giờ? Bắn hai con này. Chim chim đi rồng nè mọi người. Cho thằng này vừa hóa chim đi rồng luôn. Ok la luôn. Mà toàn mấy nhà đấy máu mạnh không? Nhà này thì cái gì đấy cũng 5 mà. Rồi. Rồi. Đây, có lôi lòng, tí lôi lòng rồi nè. Con này hít chung tí bắn nha. Ok. Ok. Đấy con nhẹ. Ôi, không có nhẹ đâu. Gai à. Find peace. Oh, it is so on. Này. Something ancient stirs. Tí mình sẽ lấy cái cung nha. Lấy cung rồi tính tiếp mọi người ơi. Giáp mẹ giáp gai luôn ta. Xem có thằng nào đam vật lý không? Toàn đam phép không mà. Giáp gai luôn mọi người. Đấy giáp gai luôn, tí cho on. Trời ơi, đéo đép được luôn. Lắm sẵn thê ta. Mình lấy chiến lợi phẩm nha mọi người. Đi gấu đấm hồi máu à. Ok, tem như này là đẹp nha. Như này là được.
Bắn mẹ luôn anh Hugh đi. Cung nha mọi người, đụng mạnh là mấy kim long đây, bảy kim long à, ví dụ dùng bảy mười ba chấm ba chấm bốn bảy kim long, ôi dồi ba chấm ba à, cứ cung nha mọi người. Đây đây đây, thoát đây, thoát đây, thoát được cái tình này. Ngon này. Con đặt vào lấy của tao. Lấy cái. À nó cuối cùng rồi. Chắc nó ghép diệt đấy. Diệt với khăn hoặc là diệt với cùng cùng. Là mình phải up cấp lên nha. Không không chậm được nữa đâu. Ngồi thôi. I don't miss. We are at war. Góc đi. Ok ok, như này tem như này đẹp nhá. Chút chỉ tôn cái nữa. Fighting is my first language. Đây có team 2 rồi. Let's go. Mày lắm tụi quên thế không biết. We are at war. Not. Thank you.
tài. Chắc tôi không mấy rồi. Mình sẽ chơi 99 bên rồng à. Mở nó. Mở luôn nha mọi người. The Dragon Storm rages. Thôi làm 99 bên rồng thôi chứ sao vậy mọi người. Thật sự quên với lại Joshua là ok. Đấm. Chắc lại. Ok. Thì cái găng này nha mọi người. Cho anh xin cái găng này các anh ạ. Đây cái găng này. Điện gì tầm này nữa anh em ơi.
cây gấu này. Cây gấu 3 là tính nhiều tính. Hồi xưa cũng còn ăn hàng rồi. Nó sợ cái thằng có vương miện kia thôi. Một đấm luôn chứ.
ngu nữa chứ. Top 6 rồi, top 6 rồi mọi người. Ngon rồi. Mày gặp thằng đẹp trai má sát gái này thì sẽ đi luôn đấy chứ. Phải dắt tinh thần nha mọi người. Chờ vãi một chút. Ra sổ cầm tìm qua The Dragon Storm Rangers. Ra sổ cầm đấy, nó chết trước rồi. Tạo lên thêm một chút máu cho gấu nha. Đây rồi, gặp rồi, rồi. Lại sợ mỗi con gấu gì nữa, không sợ cái gì nữa. Xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Hẹn mọi người vào những video lần sau nha. Tạm biệt mọi người.